Chúng tôi kính đề nghị quý vị đặt những câu vấn đạo trên giấy. Quý vị chỉ cần giơ tay, ban tiếp tân của Hội Á Hữu Vô Vi Montreal sẽ cung cấp ngay giấy bút. Khi viết xong, chúng tôi sẽ thu góp ngay. Trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý vị, chúng tôi xin phép được đọc những câu vấn đạo nhận được từ phương xa do đường bưu điện. Câu hỏi thứ nhất. Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi có 2-3 người bạn thực hành pháp lý vô vi. Một vài dịp được chứng kiến những buổi luận đạo của ông và các bạn tôi, tôi thấy họ đều gọi ông là thầy, thương yêu và tôn kính ông như một bậc dẫn đạo sư. Mặt khác, qua các băng giảng kinh sách của ông cũng như lúc ông thuyết trình, tôi thấy ông phủ nhận danh xưng là thầy. Cách ông xưng hô và đối xử với họ như bạn bè, luôn luôn trả họ về với chính họ để tự tu tự tiến. Thậm chí sau này ông còn tự xưng là bé Tám. Điều này khiến tôi không hiểu, xin ông vui lòng giải thích. Tất cả ở thế gian người ta phủ nhận người ta là bé. Tất cả những người đang ngồi đây đều từ cậu bé trở nên ông già. Và tôi tu thanh nhẹ, tôi không còn nghiệp, không có vấn vương chuyện đời nữa, thì tôi là bé chứ gì. Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai. Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi là một giáo sư vật lý của một trường đại học, là một khoa học gia, không cho phép tôi tin mê tín dị đoan. Nhân nghiên cứu về pháp thiền vô vi, tôi thấy có một điểm đặc biệt, ông nói nhiều về điển quang. Theo thiền ý, tu hành phải dựa vào các kinh văn đã có từ ngàn xưa. Xin ông vui lòng giải thích điểm căn bản của khoa học huyền bí Phật Pháp mà vô vi đã khởi xướng trong các kinh điển của pháp môn này. Trong khi chờ đợi được thưởng thức món ăn tinh thần mới là pháp giới điển quang của vô vi, xin ông nhận ở đây lòng tri ân của tôi. Chỉ người tu mà không biết trực diện tại sao mình tu, phải thấy lo cuộc sống của chúng ta đi được, đứng được, ngồi được, nói được do điện mà thôi. Mà chúng ta phát triển đi lên chiều cao hơn nữa, chúng ta nhận từ đâu? Từ vũ trụ quan xuống, và chúng ta về sắc giới trên cao hơn nữa, thì chúng ta mới biết rằng đạo là vô sanh bất diệt. Cho nên không nên lấy những cái lời kinh sách của Đức Phật đã thành công. Phật là gì? Là một người am tường sự khổ ở thế gian mà buông bỏ tất cả sự đời, tự tu tự tiến. Chính Thích Ca đã làm. Ngày hôm nay ảnh hưởng quần sanh, ảnh hưởng trong cái chân lý rõ ràng, thực hành để quán thông lấy chính mình, chứ không phải bắt buộc người ta phải theo. Cho nên nhiều người nhai đi nhai lại, mở miệng thì kêu bổn sư Thích Ca, nhưng mà không có chút nào giống bổn sư Thích Ca. Còn đi xấu người, nói xấu người này, nói xấu người nói chuyện đó, mà ít nhất mình cũng học một góc nào của bổn sư Thích Ca. Bổn sư Thích Ca là nói, kêu cái câu đó là kêu phần hồn mình nhận được cái điển từ bi của chư Phật, thì chúng ta phải có một hành động từ bi cỡ mở, sáng suốt hơn người phàm mới là người tu. Người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là sai, không đúng. Cho nên nói về điển quang thì chúng ta tu khai triển nội thức của chính mình, phát triển khả năng sẵn có của chính mình, hướng thượng tới vô cùng, thì đâu có tranh chấp chuyện thế gian, chỉ hỗ trợ và xây dựng cho nhau tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt. Đó là nhiệm vụ của người tu thực hành, chứ không phải tu sách vở là chỉ nhai đi nhai lại. Tam sao sắc thất bổn, bổn chánh ông Phật nói một câu, người này chép một câu sửa một chút, chép một câu sửa một chút, thì câu đó không có chính đáng. Người ta không hiểu, cứ ôm đó, tôi đọc đó là ông Phật phù hộ tôi, nhờ tôi tụng kinh ngày nay tôi khá giả, tôi có tiền nhiều hơn. Không phải vậy. Vì ở thế gian họ sợ, cái thứ nhất là cái hình nộm, thấy sợ rồi. Hoặc áo mạo khác hơn họ, họ sợ rồi, họ phải cúng dường tự nhiên mình có tiền. Cái đó là làm affair thôi, không có tiến được. Còn tu khác, tu phải tự thức, tâm tự thức, dũng mãnh lên, hiên ngang, chạm trán với bất cứ nghịch cảnh nào ở thế gian,
để mình quán thông sự việc đó là tâm đã tự tiến được về điển giới, thì không còn mê chấp, sống trong an lành và thật thà. Xin ông Tám cho biết thế nào gọi là tâm điển thực hành? Tâm điển thực hành nó liên cái tâm điển chúng ta, khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng phải am tường cái khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển phải có nguyên điển, nguyên điển mới hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người ở thế gian. Thưa, một số đây là những câu hỏi hoặc là tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh. Tôi được biết là quý vị người Pháp hoặc là người Anh đã có thông dịch trực tiếp. Thành ra tôi xin đọc qua câu hỏi và khi Đức Thầy trả lời thì tôi sẽ không cần phải dịch lại bằng tiếng Việt, bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh vì đã có thông dịch rồi. Maître, je pratique la méthode Vovi depuis 2 ans. Il y a certaines nuits, je trouve ça très difficile de pratiquer l'assaise entre 11h le soir et 2h le matin. Je suis trop fatiguée et je m'endors durant la méditation. Dans ce cas, puis-je la pratiquer très tôt le matin, c'est-à-dire vers 5h? Est-ce que cela peut affecter une progression sur le chemin spirituel? Kính thưa Thầy, con đang tập phương pháp Vovi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm, con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển về tâm linh của con? 11 giờ đêm là giờ Tý, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ Tý, nó lợi hơn những giờ khác, nó không còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác. Dạ, kính thưa Thầy, câu hỏi thứ hai là nó có ảnh hưởng không? Thì tức là ý Thầy nói là nó có ảnh hưởng hay sao? Có ảnh hưởng chứ, đúng 11 giờ là giờ Tý thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy có chừng chứ không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông để giúp bộ thần kinh tiến hóa. Dạ, xin đa tạ Thầy. Master, my father moved to a different state and my brother and I miss him very much. He now lives with another lady and her 3 children. He calls me a lot and says he loves me, but I'm not so sure he loves me or not. Kính thưa Thầy, cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác. Thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và 3 người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm. Nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không. Cái chuyện đó, tình cha con là trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo. Khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành cho đứng đắn thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi. Cher maître, quelle opinion avez-vous à propos de la réalité spirituelle au Vietnam? Est-ce un endroit propice pour le pratiquant qui veut s'investir spirituel? Kính thưa Đức Thầy, thưa Thầy nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn. Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ mới biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu.
trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư giả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến mà ở Canada cũng thông. Bonjour bébé Tom, j'aimerais savoir les raisons de se faire raser les cheveux. Merci beaucoup, que Dieu vous garde encore longtemps parmi nous. Numéro 2, j'aimerais aussi connaître vos opinions sur l'avortement. Chào bé Tám. Câu hỏi thứ nhất, tôi muốn biết bé Tám cho biết tại sao mà người ta phải xuống tóc. Cảm ơn bé Tám và xin trời Phật giữ khi bé Tám ở đây. Khi người tu mà giải được nghiệp tâm không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ da tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho nên những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại, nó khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm. Cảm ơn bé Tám. Câu hỏi thứ hai cho bé Tám là bé Tám cho biết ý nghĩ của bé Tám về sự phá thai. Sự phá thai, tâm làm thân chịu, không, người đó không có anh hùng mới phá thai. Tâm làm thân chịu, đó là cái bằng chứng của Thượng Đế, của Chúa cho mình thấy. Đó là một cơ hội để học nhịn nhục, kiên nhẫn. Làm cha, làm mẹ mới biết chữ nhẫn là quý. Còn nếu mà phá thai, không có bằng chứng, rồi mất đạo đức, con người mất đạo đức. Không nên phá thai, tâm làm thân chịu. Mình thức được, nếu mà tôi dâm dục nhiều thì tôi sẽ bị bệnh AIDS, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, thì tôi ngưng đi. Mình cũng người có cái trí mà không biết nuôi dưỡng cái trí, không biết tu, không biết niệm Phật, không khai cái đại trí, làm sao dứt khoát được. Cho nên những người bên Tây Phương thì bị lầm lạc về cái đó, tự do về cái đó quá nhiều, dễ bị bệnh. Cái khu vực nào mà tự do về cái vấn đề dâm dục thì sẽ bị bệnh nhiều lắm, mất nguyên khí của trời đất. Đó là một tai tội của trần gian. Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Thưa ông Tám, tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào? Nghiệp sát. Mình chết có muốn ai phân thây không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thây hàng ngày, cái tâm ác của mình càng tràn đầy. Làm cho ngon phải xẻo cục này cắt cục kia, là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động nhất thể, chúng sanh tại thế gian, vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong thể xác con người được, nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây Phương thấy rất rõ ràng, có gia đình, có sự thương yêu, sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài. Câu hỏi thứ hai. Thưa ông Tám, những người thuộc loại đồng tình luyến ái là như thế nào? Họ mang tội gì và kiếp này họ phải chịu như vậy? Thiền theo pháp lý vô vi có giúp những người này thay đổi được trạng thái của họ không? Chắc chắn họ thiền đúng theo pháp lý vô vi thì phải giải trượt cho họ. Tại sao họ hướng về dục, tạo đồng tình luyến ái và họ không có lối thoát, thì họ tìm lối thoát. Mà nếu tu về pháp lý vô vi, khoa quyền bí Phật Pháp, thì dùng pháp luân thường chuyển giải họ nó đi lên khúc trên, thay vì nó tụ tập ở khúc dưới và nó đòi hỏi.
Nhưng mà cái đó là cái suy yếu và tự hại lấy mình, tiêu hao, phá hủy cơ tạng và không có tốt. Tôi khuyên những người đồng tình lưỡng ái nên chấm dứt cái đó và tự tu tự tiến để khai mở tâm thức của chính mình, dục tiến thiên đàng hơn là ở lại thế gian mà không lối thoát, tức là bệnh hoạn. Câu hỏi kế tiếp: vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không? Nếu vợ chồng đồng tu đồng tiến thì người ta tiết kiệm nguyên khí của trời đất, không hướng về con dục, con đường dục, thì vợ chồng vẫn an vui, mà chồng trẻ, vợ cũng dễ thương, không có gì động chạm. Mà nếu hướng về dục, đó là sự tiêu hao mà thôi. Cho nên những người ở thế gian này cũng xác nhận rõ ràng, một đêm tình dục, ban ngày chúng ta không khỏe, sự tiêu hao nguyên khí trong cơ tạng, mặt mày không tươi tắn. Nếu mà chúng ta giữ được, mà muốn giữ phải có một chỗ thay thế, vì pháp lý vô vi có chỗ thay thế, làm pháp luân thường chuyển, nó đi đem đi lên, thay vì cái xích, cái chiều hướng nó đi xuống, phải có thay đổi mới được. Còn không thay đổi mà bắt buộc người ta đi theo mình là người ta khùng, không được. Phải có cái phương pháp, cho nên cần cái pháp để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng, thì cái óc nó mới minh mẫn thêm, sẽ làm được nhiều việc hơn. Dạ, thưa ban tổ chức, cho chúng tôi hay là quý vị nào không muốn ghi ở trong cái câu vấn đạo vào giấy và muốn lên micro, chúng tôi cũng sẵn sàng xin mời quý vị nào có những câu hỏi mà cần phải hỏi trực tiếp với lại thầy Lương Sĩ Hằng. Trong khi chờ đợi, chúng tôi tiếp tục đọc những câu hỏi mà của các quý vị ở dưới đưa lên. Xin ông Lương Sĩ Hằng cho biết sự khác biệt giữa thiền vô vi và thiền bên đạo Phật. Nói đạo Phật là đường của ông Phật thành công, còn ta thiền khai triển tới quân bình mới là thay Phật. Có hai cái khác nhau. Đừng có nói tôi tu theo Phật, ông tu theo tiên, không phải vậy. Không có quân bình đâu biết Phật tiên là ai. Cứ mơ mộng cho tới chết thôi. Không quân bình, trí không sáng, tâm không minh, đâu biết Phật tiên là ai. Chính mình không hiểu mà. Nói tôi tu Phật mà không hiểu chính mình là ai. Còn sân si, còn giận hờn, còn bị tình dục khuyến rũ, bỏ vợ bỏ con. Nhiều người có rồi, đang có đây. Ngay xứ Mỹ cũng có, Việt Nam có. Về thăm Việt Nam, về đây bỏ vợ bỏ con hết, tình dục khuyến rũ. Câu hỏi kế tiếp ạ. Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng tôi sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết. Hoạt động của ba thứ là ba thứ gì? Tâm, thần và linh hồn. Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ của luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ. Cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái trí nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu nó đi về đó, hướng về Phật nó đi về Phật. Cho nên nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông, thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình. Dạ, thưa cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa thầy, cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được? Thích thiền là cứ thiền. Cái pháp này cho nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm, sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được. Câu hỏi thứ nhất,
Kính thưa Thầy, con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay, nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh, nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con. Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút, phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công, thì người sau này đã thành công. Chính một người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm, và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp, bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết, anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi, vợ con được trở lộn lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công, có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Tôi nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng, nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không làm được. Xin cảm tạ Thầy. Câu hỏi thứ hai. Après six mois de pratique de la méthode Vovi, je ne ressens aucune vibration de l'énergie spirituelle. C'est-à-dire que je pratique mal. Je pratique 20 minutes tous les soirs. Thưa Thầy, sau 6 tháng tập phương pháp này, thì con không có cảm thấy được một bộ đầu rút gì cả. 6 tháng không chỉ biết, có nằm hít thở thôi. Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không? Không phải, mới có hít thở thôi. Mới có làm lại được trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục. Không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán, không được. Phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy, liên hệ với trời đất mà sống. Thưa Thầy, người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối. Thầy ít quá. Ít quá. Ít quá. Thầy cố gắng xin bạn 20 nói. Phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó? Mình hít vô cái ào nó chỉ nhích có chút xíu à. Phải liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần. Thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết. Thưa câu hỏi nhiều thưa... người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và nhiều người đã làm như vậy và bây giờ cố gắng họ đã thành công. Thưa câu hỏi thứ ba cũng của vị này. La pratique de la méthode peut-elle avoir une bonne influence sur mes enfants? J'ai deux adolescentes qui sont souvent rebelles par des paroles ou par des gestes. Puis-je changer cela? Kính thưa Thầy, cái phương pháp hành này có thể có ảnh hưởng với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó, mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động. Thầy không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không? Xin cảm ơn Thầy. Con của mình là trong cái gốc của chính mình, mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt. Chung sống với các con, do trừ từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu. Người mẹ là gốc để độ con. Người mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhịn nhục đi,
thực hành đứng đắn có pháp rồi. Lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an. Xin cảm tạ thầy. Một vị khác có hỏi: Selon vous, qu'arrive-t-il à notre âme lors de la mort physique du corps? Tức là theo thầy thì cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi? Chết đi. Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có, cái xác không có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết, chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói trí nói hơn nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi, thần kinh hết làm việc rồi, không có môi trường làm việc, nó phải ly khai, đó phần hồn đã rời thể xác. Je m'excuse, thưa thầy, con xin lỗi, con không có hỏi rõ là người bạn đã muốn hỏi đặc biệt là về phần hồn, chuyện gì xảy ra cho phần hồn khi mà xác phần chết hồn đi? Phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt mình sẽ gặt hái tốt, mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng, mà hướng tâm làm ác làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng Đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi. Kế tiếp câu hỏi: Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao? Sau